Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời chị bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa giáo dục tiểu học. Vậy là quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. An Giang lên thành phố là ở đâu? Hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi. Cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm đó mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm, lo cho sự nghiệp trước. Rồi lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á, là mấy anh chị em trong gia đình á, là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á, thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đưa, dạ, đón. Trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học, nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng... 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 1.5 đến 2 năm là ok. Vậy dạ, được rồi. Tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm, cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi, mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì giống như bạn nữ, tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn. Không thích nấu ăn, giống như thời buổi giờ thì không sao hết. Giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok. Chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết. Thôi không đi quá, chứ thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ, từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay, ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay, ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bàn tay bứt măng á hả? Thì coi. Dạ, dạ cũng giống vậy á. Thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây, đưa đây đây qua cho coi tay. Đó giờ mình đi coi đàn gái coi mặt. Giờ bên đây dù coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ. Sao? Tại chương trình, còn đang quay tiếp á nên chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ, em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Gì vậy? Dạ, tại vì ủa, ghét vậy? Của nào trời trao của đó mà chị. À, rất là dí dỏm. Bên đây hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Có điều gì mình không thích? Dạ, chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Không mấy đưa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu, tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ, em chào chị. Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm. Giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó. Ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén.
anh Vũ thì em làm hết luôn hả? Mình cũng sắp xếp được, thí dụ như cả hai cùng đi làm, thí dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ với nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Để anh Hoàng xem bạn gái coi hợp với thằng trai không nha. Xin chào cô gái. Rất dễ thương. Đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm, chăm sóc. Còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen. Đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa, mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản, anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì là em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái mình đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi, đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Đối với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Bạn nam. Dạ, em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Cảm ơn. Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà, ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó, thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức đó. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Dạ. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không quý vị? Hát. Được luôn. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không? Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không,
Anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù. Anh nghĩ cái duyên vợ chồng á nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm. Nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng. Thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương, em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Đấy. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi chàng trai nào. Thôi má là. Má là. Rồi. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh hôn ở đâu? Hôn mà hỏi hôn ở đâu nữa. Hôn chán. Hôn chán không còn. Được. Anh định nó hôn chán không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em la là. Nhắm mắt ra đi. Đền anh á. Được ha. Thôi, tết này hai đứa đi An Giang được rồi đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Cố gắng nha. Báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Nắm tay thật chặt không được buông ra. Rồi, dẫn cô ấy đi hẹn hò đi xem phim nha.